Sáng ngày 12 tháng 8, Nhà Thiếu nhi An Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Đa Phước và Trường Trung học Cơ sở Đa Phước tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, trải nghiệm thực hành và sân chơi thiếu nhi vui hè tỉnh An Giang năm 2024. Tại chương trình, hơn 170 học sinh được nghe giáo viên tuyên truyền tập huấn về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, tham gia hoạt động trải nghiệm cơ điện tử, thiết kế và biểu diễn thi đua Robocon, tham gia trò chơi điện tử, trải nghiệm ẩm thực, thi nấu ăn. Phát biểu tại chương trình, ông Quỳnh Việt Thắng, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi An Giang cho biết, chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích, an toàn, tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi giao lưu, thể hiện năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.